Hello, xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 6. Cửa hàng chúng em là xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cơ xích đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Và đây là dòng hàng đa số là hàng Nhật nội địa nha. Và chèn trong lô ngày hôm nay thì sẽ có một cây duy nhất là hàng máy mới, giá cực kỳ hữu nghị và cực kỳ rẻ luôn để cho anh em về sử dụng anh em nha. Vâng, và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ R từ R1 này cho tới R4 là những sản phẩm mà hàng khai thác tầm trung đến khai thác chuyên nghiệp. Còn từ R5 cho tới R10 là những mẫu hàng máy cưa hệ gia đình anh em nha. Đó, anh em nào xem ưng hệ nào thì có thể xem kỹ video. Hôm nay đánh dấu ký tự này, từ R1 này. Anh em nào mà ưng con nào rồi thì chỉ cần báo cho em cái mã mà em đánh dấu trên từng con máy này nhá, để cho cả hai chúng em dễ dàng lựa chọn, tức là dễ dàng để biết anh em muốn đặt hàng con gì. Đầu tiên là một con máy cưa hàng R1. Đó, con này là đến từ thương hiệu CS6910. Con này là nòng của nó là 45 ly, công suất của nó là 52cc. Hàng hệ này là hệ máy mới anh em nha. Chèn vào lô là có một cây duy nhất là máy mới thôi. Con này tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, chỉ 1.650.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Lam dài 50cm. Đó, hệ máy cưa mới này anh em nhìn đâu ạ. Đó, hệ máy cưa giá rẻ cho anh em nào mà sử dụng ít anh em nha. Tiếp tục, thứ hai là một con máy cưa Estin 023, công nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 40cc. R2 con này là giá nó là 4 triệu đồng anh em nhé. Đó, làm con này dài mặt cắt là được 35-40 phân gì đó, tí thì em sẽ đo để biết được thông số của nó anh em nhé. Đó, công suất của nó này là 40cc, hệ Estin của Đức anh em nhé. Made in Germany này. Rồi, và qua con Hutmanna 141, con này thì giá chỉ 2.950.000 thôi. Làm dài 35cm, con này đã lên xích mới cho anh em rồi nhé. Đó, anh em nhìn qua không ạ? Đó, lên xích mới cho anh em. Con này giá chỉ 2.950.000 thôi, miễn phí vận chuyển cho anh em. Vâng, và con R4 là một con máy cưa Shindenqua này, được tem hai con rồng, máy móc thì cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Đó, con này thì vẫn đã lên xích mới cho anh em rồi nhá. Cái này thì em để nó bị hơi ham một tí xíu, nó bị vàng vàng thôi, không có ảnh hưởng gì, xích chạy vẫn ngon lành anh em nhé. 2.600.000 là con R4, máy móc cực kỳ đẹp luôn cho anh em này, tình trạng đẹp 90% luôn. Vâng, và con R5 là một con máy cưa hiệu Singu để sử dụng gia đình anh em nhé. Công suất của nó là 33cc, chỉ 1.900.000 thôi, làm dài 30cm, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Và con R6 là một con máy cưa đến thương hiệu Tananka. Em nhìn qua mà máy móc thì tem mác hầu như là còn đầy đủ luôn anh em nhé. Hàng Nhật nội địa, con này giá 2 triệu đồng, làm xích này, lên nguyên zin nguyên bản cho máy luôn. Con này khá là đẹp. Đó, 2 triệu đồng anh em nhé. Rồi, và qua con R7 là một con máy cưa đến thương hiệu Maruyama. Con này thì MC30A, công suất của nó là 30cc. Làm xích của nó đây ạ. Đó, xích khá là to bản, giá 1.950.000, máy cực kỳ đẹp luôn. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lai. Vâng, và kế đến là một con máy cưa đến từ Makita, cũng là của hàng Nhật nội địa luôn anh em nhé. Đó, con này thì giá nó là 1.950.000, máy móc cực kỳ đẹp, khá là chất lượng đúng không ạ. Đó, anh em qua trải nghiệm nhá. Máy cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Vâng, và một con máy cưa rất lâu rồi mới về lại hàng, Echo Kyorit 3300, công suất 33cc, nòng của nó là 39 ly anh em nhé. Bít tông 39 ly, con này thì giá 2.050.000. Đó, khá đẹp đúng không ạ. Rồi, và cuối cùng là một con máy cưa hệ tay cụt để cho anh em về sử dụng gia đình này, cắt củi hoặc là cắt cành, muốn trèo cây, trèo cao để sử dụng cắt ở những nhánh cành ở trên cao, mà cần một chiếc máy có thể cầm được một tay, nhỏ gọn, nhẹ nhàng. 1.800.000 đến từ hiệu Tananka, 33cc anh em nhé, hệ cưa tay cụt. Đó, vâng, tổng cộng của hôm nay là 10 cây em đã giới thiệu sơ sơ qua rồi. Anh em nào mà ưng con nào rồi thì có thể sau đây sẽ là phần test giật nổ anh em nhé. Anh em cảm nhận thử xem là con nào mà test nổ cảm thấy ngon lành thì anh em có thể lựa chọn, liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, cây máy đầu tiên là con R1 anh em nha. Con này thì nó là hệ cho anh em về sử dụng khai thác chuyên nghiệp luôn rồi đấy ạ. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, máy móc thì hàng hệ máy mới mà, về nhau không phải lăn tăn gì đâu, đầy đủ chức năng cho anh em, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Lam con này dài mặt cắt là được 50 phân, xích sử dụng nó là xài xích 72, xích cỡ lớn anh em nha. Và xích này thì mua bán rất là nhiều trên thị trường, hầu như chỗ nào cũng có bán luôn.
Xích này là mua bán dễ nhất đấy ạ. Đó, hai ốc chân la vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Một chiếc máy mới cho anh em về sử dụng anh em nha. Giá thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1.650.000. Đó, máy nói chung là tốt nhất trong tầm phân khúc giá rẻ rồi. Anh em nào có đam mê thì báo cho em là con R1 anh em nha, để chúng em biết là anh em muốn lựa và đặt hàng con này thì đóng đi cho nó dễ dàng anh em nhé. Còn nếu mà anh em nào mà về sử dụng khai thác tầm trung, cần tìm một chiếc máy cưa hàng siêu VIP Pro, hàng chất lượng luôn anh em nhé, thì hôm nay em lên sóng cho anh em một con máy cưa hệ Estin 023. Đến từ nhà Estin thì em nghĩ là nó về cái top thì không có hãng nào có thể qua được cái hãng này nữa rồi. VIP Pro anh em nhé, Estin và Husqvarna. Và cái này là nó là hàng của Đức sản xuất anh em. Đó, Made in Germany này, hàng là sản xuất tại Đức luôn anh em nhé, chứ không phải là hàng Tàu hay là Trung Quốc gì đâu. Đó, hai ốc xích lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Con lam con này mặt cắt là được 40 phân. Xích sử dụng nó là xài xích 325 anh em nha, gần như là xích lớn nữa rồi, chỉ kém xích 72 nữa thôi. Đó, máy móc cam kết cho anh là nguyên zin nguyên bản. Phần bồ này quá sáng đúng không ạ. Đó, máy móc em đảm bảo cho anh là hàng chưa bung chạm máy móc cho anh em luôn, để cho anh em dễ dàng đặt hàng và dễ dàng lựa chọn. Đây, tổng thể cái máy này em nhìn qua. Đó, máy móc cam kết cho anh em một nguyên zin từ ADZ, khóa xích thắng xích sử dụng đầy đủ này. Giá con này là 4.000.000 anh em nhé. Công suất của nó lên đến 40cc cho anh em về sử dụng rồi. Đó, đường kính chai bít tông là 40 ly. Vâng, con R3 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Husqvarna của Thụy Điển. Con này là Husqvarna 141, giá chỉ 2.950.000. Công suất của con này thì là cũng là 40cc luôn, đường kính cháy bít tông là 40 ly cho anh em. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, xích thì em đã lên cho anh em một sợi xích mới rồi anh em nha. Luôn một sợi xích mới rồi, tình trạng máy con này thì khá là đẹp rồi. Đó, tổng thể cái máy này cho anh em nhìn qua. Hai ốc xiết lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Máy móc cam kết là hàng đẹp luôn anh em nha. Đó, giá chỉ 2.950.000. Máy móc chạy nổ tương tay tàng như xì vo luôn. Anh em mà đam mê thu được cúp mặt na thì có thể lựa chọn được con này. Máy móc thì về sử dụng khai thác tầm trung thì quá là khỏe khoắn rồi. Đó, sử dụng khai thác tầm trung thì con này thì cực kỳ VIP Pro rồi anh em nha. Máy móc thì cam kết cực kỳ bền cho anh em luôn. Vâng, và anh em nào đam mê thương hiệu Shindaiwa, hôm nay em lên sóng cho anh em một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa hiệu tem hai con rồng. Đó, đường kính trái bít tông 38 ly. Máy móc thì đảm bảo cho anh em là con này thì tình trạng này, anh em nhìn mặt tiền này. Và phần lốc của nó, lốc con này là hệ lốc hợp kim anh em nha, chứ không phải lốc nhựa đâu ạ. Lốc hợp kim. Đó, con này lam dài mặt cắt 35 phân, đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới rồi, để cho anh em về sử dụng. Giá cho con này chỉ 2.600.000. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn rồi, cam kết nguyên zin nguyên bản 100%, chưa bung chạm máy móc cho anh em luôn. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt, còn bên trên là đổ nhớt để bôi trơn lam xích anh em nha. Thế con này là hệ máy nòng đứng cho anh em về sử dụng, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đến 30 phân đổ lại anh em nhé.
Dạ vâng, và bây giờ là qua những mẫu máy cưa để cho anh em về sử dụng gia đình đây. Đầu tiên là một con máy đến từ thương hiệu Shingu chỉ R5 anh em nha. Ký tự lô ngày hôm nay là R5 này. Giá 1.900.000 cho anh em về sử dụng, công suất của nó lên đến 33cc, nòng 38 ly, đường kính chai bít tông ấy, 38 ly để cho anh em về dàng sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nha. Làm con này dài mặt cắt là được 30 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini, xích rất thông dụng, dòng máy cưa Nhật rồi. Hiện tại bán trên thị trường cũng rất là nhiều và xích này là có bán mới luôn anh em nha. Đó. Nhỏ gọn nhẹ nhàng để cho anh em về sử dụng cắt sử dụng gia đình, cắt tỉa những mẫu máy cưa gỗ nhỏ nhỏ hoặc là về cho anh em mà đi cầm rẫy đồ linh tinh anh em nhé. Này thì khá là khỏe rồi, cũng như là bốc máy rồi. Anh em vừa nghe tiếng máy qua trải nghiệm thì cũng biết rồi, vòng tua con này tiếng nổ của nó thì khá là bốc máy luôn anh em nhé. Dạ vâng, qua con R6 là một con máy cưa thương hiệu Tanaka. Đó. Hiện tại bán cực kỳ nhiều luôn rồi và trên thị trường thì mẫu này rất là thông dụng anh em nhé. Linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, dễ dàng kiếm đồ thay thế nữa, giá 2 triệu đồng cho anh em. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp đó, làm con này dài mặt cắt là được 35 cm anh em nha. Và sợi xích này thì xích zin này thì nó đã hơi cùn rồi anh em nha. Anh em nào mà mua con R6 thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa để cho anh em về sử dụng đó. Làm dài mặt cắt là được 35 phân, sẽ kiếm cho anh em một sợi xích nào mà ngon hơn xích này anh em nha. Giá 2 triệu đồng, khóa xích đầy đủ này. Anh em là mua thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm một sợi xích nữa. Đúng với song phụ đầy đủ cho anh em. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ. Công suất con này lên đến 33cc cho anh em. 33cc anh em nha. Cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Và con R7 là đến từ hiệu Maruyama, giá 1.950.000. Đó, MC30A, con này lam, con này dài mặt cắt là được bao nhiêu đây? Mặt cắt là được 35 phân mặt cắt anh em nha. Xích con này sử dụng vẫn là xài xích mini. Đó, xích mini nhưng mà xích này thì nguyên zin nguyên bản của nó nhá. Tình trạng mắt xích thì khá là dày dặn và to bản luôn. Tổng thể cây máy anh em nha, về cho anh em cắt cũ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Bít tông con này lên đến 38 ly rồi, về cho anh em sử dụng gia đình là quá là thoải mái rồi. Rồi tiếp theo là con R8 anh em nha, một con máy cưa đến thương hiệu Makita. Làm con này dài mặt cắt là được 35 phân luôn. Xích con này sử dụng là xài xích mini cho anh em. Trên thị trường thì vẫn có bán mới và đầy đủ cho anh em nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh nha, để dễ dàng lên xăng. Con này thì công suất của nó là 30cc, nòng đường kính chai bít tông 38 ly. Máy thì tình trạng khá là đẹp luôn cho anh em này. Anh em nhìn qua xem ạ. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp cho anh em luôn nha, như hoa hậu luôn. Háo chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 cho anh em về sử dụng. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đủ lại. Phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích anh em nha. Bên trên là để sang pha nhớt. Đó.
Vâng, và anh em là đam mê thương hiệu Echo Curis thì hôm nay lên sóng cho anh em một con máy cưa Echo Curis 3300, công suất 33cc, đường kính trái bít tông 39 ly cho anh em luôn. Siêu khỏe, cực kỳ khỏe về phân khúc sử dụng gia đình cho anh em. 2.050.000, làm con này dài mặt cắt là được mặt cắt 30 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó xài dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhé. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đó, hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 10. Giá chỉ 2.050.000 thôi. Vâng, cuối cùng là một con máy cưa đến từ thương hiệu Tananka. Hệ này là máy cưa tay cụt cho anh em nhé. Anh em nào về mà để hay leo trèo trên cao, hay leo thang, leo lên cây để sử dụng cắt cành, tỉa nhánh, đồ linh tinh, đó, cần một chiếc máy cưa mà cầm một tay, máy nhỏ nhẹ, cân nặng chỉ khoảng 3kg, hơn 3kg. Xin giới thiệu cho anh em một con máy cưa Tananka 33cc, giá chỉ 1.800.000, làm con này giảm mặt cắt là được 30 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini anh em nhé. Đó, có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em luôn. Về cho anh em cắt tỉa cành ấy ạ. Rồi, và bây giờ anh em vừa rồi cửa hàng chúng em đã giặt test nổ tổng cộng gồm có 10 cây rồi. Anh em nào đam mê hoặc là ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Số điện thoại thì cửa hàng đây để trên màn hình rồi, hoặc anh em nào mà có sử dụng Zalo ấy thì kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Zalo cửa hàng chúng em thì vẫn sử dụng số điện thoại đấy luôn. Anh em ghi số điện thoại đấy ra là sẽ ra Zalo của cửa hàng chúng em để liên hệ anh em nha. Đặt hàng ở trên Zalo cũng được, hoặc là liên hệ trực tiếp qua em, đọc cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho anh em kiểm tra hàng đúng máy ở trên video, anh em nhận hàng, thanh toán anh em nha. Không cần cọc trước cho anh em luôn. Đó, vâng, và video đã khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở video tiếp theo.